chỉ huy là mỗi đồng chí ngày. Không được nhắc lại nơi chỉ huy mà đồng chí phải có ý kiến trình bày. Trong quá trình huấn luyện cảm thấy đồng chí giáo viên rất đẹp trai và thật sự nghiêm túc không mà. Quỳnh đi chị đi, em về em giặt cho.